Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Với video này thì Khải có build dùm thằng em trên kênh YouTube một set đồ đường môn phi đao. Một set đồ đường môn phi đao với cái giá Khải build hết khoảng tầm 600 mấy rồi. Tính ra là hơn hôm qua gọi 650k anh em. Cả set 650k và lấy thêm hai cục nữa là tròn 800k nè. Đó, anh em xem set đồ nha. Ở set đồ này thì có sự nhỉnh hơn một tí nè. Nhỉnh hơn một tí thì đi cái nón phòng thủ 15 này. Đó, với lượng 135 chậm nha. 135 chậm nha. Đó, 135 chậm. 135 chậm kèm với là 36 thân pháp. Tại vì cái nhẫn mua không được thân pháp cao nè. Nhẫn tầm này mua 700 xu mà không có nhẫn thuật pháp cao. Tầm này chỉ được nhẫn như thế này thôi. Đó, cái đó 600 xu. Rồi, nói chung là set đồ này thì tổng quan nó hết thì gần 9 kim hơn nè. 9 kim hơn set đồ này thì tính sơ sơ khoảng tầm 650k và kèm theo hai cục kim bảo thì tròn 800k nè. Đó, nói chung là set này khoảng tầm 650k nè. Tương đối tầm 650k. Khải build hết cho set này 850k. Ở 650k, đây anh em cùng xem sơ qua nha. Đây, đầu tiên thì là cây vũ khí sát thương 37. Sát thương 37 quá đẹp cho đường môn phi đao nha. Phi đao 79 nha. Đây là set đồ của đường môn đánh 79. Đó. Rồi, cái vũ khí này thì Khải mua một kim hơn. Áo này thì 500 xu. Đó, phục hồi và cắm băng cao. Rồi, nón này thì 500 xu. Đó. Gia truyền này cũng 500 xu nè. Đai lưng này là một kim. Đó, đai lưng nhìn đẹp chưa? Đó, anh em thấy lưng đẹp chưa? Sẽ lượng lực 130, phá 15. Cũng giống tương đối như đai lưng của Khải đang mang thôi anh em, không khác gì hết. Đai lưng của Khải thì đẹp hơn một tí, đó là thân pháp 17. Đai lưng của Khải thì Khải mua 1,5 kim. Đây thì chỉ khoảng một kim thôi. Rồi, dây này 500 xu. Ngọc bội này 500 xu, thân pháp 15 sẽ lượng nha anh em. Đó. Nhẫn này thì Khải hôm qua Khải mua là 600 xu, sinh lực cao, nội lực. Đó. Nhẫn này thì Khải mua 500 xu. Ai bao tay này thì mua 500 xu luôn, sinh lực cao. Chung là tổng cả set đồ này 1, 2, 3, 4, 5 gần 10 kim em, khoảng 9,5 kim. Rồi, cái đây là một kim hôm qua Khải mua 1,2 kim. Áo này Khải mua tính ra là 600 xu nè. Sớm xuống 1,8 kim. Tính tiền vạn là vì Khải đi giả shop mà 1,8 kim. Nón này 150 vạn là 2,3 kim. 2,3 kim với gia truyền này để mua tầm đó. Đây gần 3 2,3 kim, 2,8 kim. 2,8 kim của đai lưng này 1 kim. 4,8 kim. 4,8 kim nhẫn này 500. 5,3 kim. Nhẫn này 600. 5,9 kim. 5,9 kim với cái này 500. 6,9 kim đó, tương đối gần 7 kim nè. 5,9 kim rồi, món này 500 nè, món này 500 nữa. Là 6,9 kim. 6,9 kim còn bao tay này thì Khải mua như là không tới 500 xu, khoảng 300 xu thôi. Còn trong tất cả set đồ của đây thì tầm hơn 600 nghìn nè. Tại vì đa số Khải đổi tiền kim ra Khải lấy vàng á. Khải lấy vàng rồi Khải build đồ cho nó dở nè. Lại một hai món thì mua kim thôi. Rồi ok. Thì tổng cả set này thì khoảng 650k. Kèm theo hai cục kim này là banh, nói chung là hai cục kim này mua riêng ngồi anh em không tính nè. Đó, cả set đồ, tổng set đồ được mua 79 này thì hết khoảng 650k. Đó. Rồi, nói chung thì anh em cùng xem lại nha. Với hiệu ứng 135 chậm nha, 135 chậm nha. Đây. 30 này, đúng chưa? 30 20 là 50. Đó, 50 với này là 80. 80 với gia truyền là 100. 100 với đai lưng là 130 đấy, thấy chưa? 135 chậm và thông pháp thì 36 là từ đai lưng này. 15 này, gặp bội 15 này. Nhận 6 nha anh em. Đó là set này 36 thông pháp, 135 chậm và kèm theo 15 thủ lý từ nó. Đó. Quá đẹp luôn. Set này hơn Khải chỗ cái phòng thủ lý 15 anh em. Khải thì không có. Rồi, nói chung thì ok. Anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ Khải cũng như là anh em nào muốn build set đồ nào, tầm giá tiền bao nhiêu thì Khải sẽ build giúp anh em nha. Nói chung thì
phí thì không bao nhiêu, anh em thích donate Khải 20-30k gì đó cũng được thôi. Như sẽ đồ này thì Khải mua hết khoảng 650 thì mua 2 cục nữa, thì nói chung cũng như ủng hộ Kim. Ủng hộ Kim nên là Khải cũng mua giùm thôi. Sao em? Đó. Đổi phi đao, ông lái phi đao này buồn nhiều. Ông nào? Đào hoa đào cô đơn mộng chờ 15 năm ta mai. Của anh hàng nô một rồi. Tìm đâu gọi là gì em? Bên người cây anh mua. Sao đưa trở về san tân. Đâu thấy trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Cây đó một kim anh nghe mang về dư hốt lên. Chưa thấy cái nào. À đây đây đây. 15 năm tí anh xem thử nó bán nhiêu, rất thương lấy làm nhiêu, tìm em trong phòng bà gió bao nhiêu phần trăm. Tiếp tiếp bot anh xem lại đã. Ok, nói chung thì cây của em anh mua một kim mốt thôi, một kim mốt thôi, đúng là một kim mốt này. Cây kia nó bán bao nhiêu mà đổi 42.2. Cây kia chắc tầm 3 kim em nhé. Bù nó tầm 2 kim. 2 kim 5. Ok. Mà dòng 1 không. Nếu dòng 2 thì thời gian làm chậm xuống còn 1.1. Anh đổi cho gia truyền của rồi. Nói chung thì anh em xem thì đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha. Anh em nào mà muốn build set đồ như thế nào, tầm bao nhiêu tiền thì cứ bị em là Khải sẽ đi mua giùm anh em cho. Nói chung cũng muốn ủng hộ giùm anh em trên này thôi, còn chủ yếu anh em mua kim Khải á, nên Khải cũng rảnh thời gian đi soi đồ anh em xem, rồi được món nào thì Khải sau mua cho anh em xem thôi. Còn nếu anh em không biết anh em vô mua thì bán server bán khá là chắc. Khải mua đồ tầm này thì từ môn 79 đến tầm 500 xu, cao lắm đổ lại thôi em, 500 xu, 300 xu thôi. Rồi cây vũ khí cao nhất một kim thôi anh em thấy chưa? Đó, vũ khí này nó ra trong game là 3 kim này. Trong game 3 kim, nhưng mà Khải mua thì giá nó chỉ được một kim hơn thôi em. Sẽ khác. Đường môn này, em đang nấu sao tầm 1k4, anh em dưới ngựa. Còn lại full thông phát. Xét em có một thông lý mùa nào xét xét cả thì không có phòng thủ nè, xét cả hơi tù nè, xét cả cũng có thần pháp tập nhiều đó thôi, không có phòng thủ lý nè. Xét cả thì cũng 120 làm chậm nè. Rồi, nói chung thì anh em xem thì đừng quên ủng hộ like chia sẻ nha. Và anh em nào muốn mua set đồ như thế nào, tầm bao nhiêu tiền thì cứ inbox Facebook thì Khải sẽ đi mua giúp giùm anh em nha. Nếu như mua xong rồi anh em thích là donate Khải 20-30 nghìn, 40-50 nghìn đó làm lon nước thì đó thì cũng được anh em. Đó, cái đó là lòng của anh em. Cái còn Khải không có ép, anh em thích thì Khải mua giùm. Ok, bye bye anh em.